Anh quay đầu đi quá. Tao phải biết về, tao có một phát ra, tao phải không nhảy xuống luôn. Mọi khi anh đẩn tao. Ui mày cái này không cộng cắn. Đập nhẹ phát vào đầy được cái gì. Được cái gì. Này. Hôm nay chăm được cả kính bơi gì đấy. Thôi tôi đi. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tamao TV. Hôm nay sẽ có một cuộc thi các bạn. Lạ. Đấy. Thi không? Em mất 70% công lực. Tê tái trong vòng 30 giây. Tao đạp thì nhảy xuống luôn đi lại còn cố để đấy. Anh em mình hôm nay nắng quá, ta chiều mới ra đây bơi được. Chạy đấy, bật tô đấy. Bậy thôi. Vào cọc dầm đi. Không thấy đường về. Có cái ẻ cọc dầm để tao mò trước chân á. Không, anh tìm đi. Đây, đi dình dình đặt đào đi. Anh vừa phải đâu ấy, ta đi rồi. Để em để tao mò. Mà tắm suốt ở đây thì làm gì có cọc. Không, em chưa mò đoạn này, anh mò đây. Chỗ nào? Đây nè. Con chó. Xuống đây thì lặn. Ủi nước mát lắm. Anh mò đây. Nước mát hết xung quanh đi thì cho nó an toàn. Từ để tao thử kính đã. Bãi biển bãi bể. Mò đi. Đứ đang dính nước. Mò hết chỗ này nhé, mò bắt hết đĩa đi. Mò lại dính bà. Mò bà thành chê. Bà chê chứ nhỉ, quên. Nhìn anh ơi. Kính đều ơi. Nhìn trời xanh lắm. Ấy chỗ này lại nông này. Kính đều. Mò đi, mò đoạn này đi. Nhảy xuống đây. Kính này hàng tàu. Để em phải vận động nữa. Thằng tàu nhảy xuống đi. Thử kính đi, mày phải siết chặt vào thì mới đấy được. Nảy không ăn thua lắm hay sao. Ê, nước vào. Nước vào mà, siết chặt. Một tí để em siết đó. Đây. Chỗ này mà mày không đứng được. Không. À, được rồi. Anh siết em ngay. Tao cũng phải siết lại của tao đã. Được rồi anh ạ. Ừ, được. Đồ tàu. Đồ cầm nháy. Đấy, ơi mày phải ấn nó vào ấy cho nó zip cái mắt mày ra. Ừ, lúc nãy em chưa ấn à. À, xuống đây. Thì lặn không? Thì lặn không? Cho nó lặn xa hơn. Hả? Ơi anh ơi. Con vịt kìa. Ôi thôi. Luôn đó. Con vịt kìa. Ui. À, tao mày thi xem thằng nào vào à, lên lặn rút chân nó. Được đấy. Đi. Nhanh lên. Rồi. Lên lên, xuống nó xuống đi. Đi để tao, để im. Không thấy nó. Nó kia. Ây, xuống đây. Bắn lên. Thả nó ra nhá. Ui, hả? Thả nó ra. Bố mãi mới được nhưng lại còn thả ra. Thì biết của nhà ai? Tào lao. Hay là mày định đừng bảo biết của nhà ai, đừng bảo mày bảo đây là vịt rời nhá. Chẳng vịt rời. Thế thì thịt à? Thịt. À, mày cầm lấy tao. Tao về tao xách cái này xuống. Tao có hôm qua tao xem có thằng nấu món này ngon á. Món gì? Nhưng mà áp dụng với cá cơ, không biết là với vịt thì đẹp không. Anh lại đừng áp dụng vớ vẩn nhé. Được tí nhá. Em phải cắt một nửa em nướng riêng ấy. Không.
Đi lên đây lên đây. Dạ muốn con kính mông rồi. Đó, mau vào đây. Cái gì nhanh thế? Đây, nhanh. Ui, ấy từ từ, ấy từ từ. Hay thử cầm cái gì để con vịt đi. Đây, tao vào đây để tao dốc muối ra đã. Biết món gì không? Cái chữ hô mô. Hô mô. Vâng, đây là muối trắng. Ừ, tào lao. Thì tao mới học được cái món này đấy. Đấy, đặc biệt đấy. Trời toàn muối hôm nay, trời toàn đặc biệt muối. Trông ngon này. Ừ, cánh đuổi quá. Trời toàn muối đấy mày xem. Ê, nhìn cho em này. Đều ghép chỗ trắng, chỗ trắng chỗ đen. Thôi thôi thôi, nước của tao. Chân tam thể. Anh làm lông vật. Kì. Vẫn còn lông này. À, hình như phải lấy nước hòa vào. Hòa vào nước nó tan mất nhỉ. Sao làm lắm nào. Tao thấy nhìn người như ta... bột ô mô vậy nhỉ. Tao thấy người ta đấy nhá. Xong rồi đặt con cá vào đây. Xong rồi bọc tiếp vào. Rồi để tao thử xem. Ủa cái khác gì anh sát muối và anh nướng. Ừ đấy. Ui thì nó mặn lắm. Thôi thôi thôi. Nướng không rồi. Này anh nói cái gì cũng chỉ là thịt ra đấy rồi. Điên à là... Món này áp dụng với cá mà. Cá ngon. Tàu lao. Không tàu lao đâu. Đấy chỉ là lý thuyết anh ạ. Thực hành thì nữa mặn chua mặn chát rồi. Không mặn đâu. Không mặn. Mặn ngoài vỏ thôi. Muối là mặn chứ muối là đường à. Không mặn đâu. Cứ tin tưởng tao đi. Không thì mặn mai tao bắt cho mày con khác mà mày nướng. Này. Hả? Úi giời, chim sẻ còn chả khó. Đầy. Tào lao. Đầy. Nhà tao nuôi đầy. Đặt nó vào đấy. Nha, anh nuôi. Con vịt ta là gầm. Để chị đi. Nhưng mà tao thấy nó làm kiểu gì ấy. Nó thành bột bột ấy. Mặn phớt ấy. Muối mà không mặn à. Thôi, em thế thì em chia phần đi. Cho ấy. Không, không nướng thế được. Thế thì nó mặn hết. Bây giờ thế này nhá. Đây. Đưa đây em tự nướng của em. Tao thử nghiệm món. Thử nghiệm thì mất ăn. Cái gì thí nghiệm cũng hỏng. Đây mày giữ lấy để tao thử cái muối này. Như cái món lắp đất của anh bao nhiêu lần vẫn chưa thành công. Điên là thành công rồi. Ta hiểu đi, cháy đến tận xương. Con ấy món vịt gì nhỉ? Vịt đắp con để nguyên lông ấy, ui chó nó chạy. Sợ luôn ấy. Ôi xì xì á. Đấy đúng không? À đúng rồi đấy. À đúng vậy, chuẩn vậy. Chó. À nước ấy. Nước chạch mà. Để muối bình thường thì kem thầy nó còn không ngấm. Thế này là con nước vào nó ngấm sẽ hơn. Cho lên cho muối vào đây. Kém nhìn giống ôm một lắm. Nó không phải muối đâu. Ôm mô, ôm mô. Đây là A3. A3 là cái gì? Bột giặt đây. Đã im. Nhìn sột sệt vậy chứ. Sột sệt. Món ăn nhìn chán ngắt luôn. Nhà gọi nó cụ. Thế nào để nhất chế. Thì tao thấy nó nướng cá như thế này. Đúng. Không thì mai tao sẽ thử nghiệm với cá. Anh được tào lao. Không thành công thì tao làm. Ui sốt quá, anh té nước vào đây em ơi. Thì đưa vịt đây, tự rửa. Rửa thì chịu khó. Đưa này này. Ú, cho tay vào đấy làm gì. Đấy, bây giờ làm sao đắp được hết con vịt vào đây này. Anh đừng sát vào bên trong nhé, để tí nữa có gì em còn mút mát nữa. À, sát ở bên trong làm gì? Đấy, đổ muối ra. Đấy, đổ ra đây, đổ ra đây. Để tao hòa muối ra. Mày biết đây gọi là món gì không? Đây là món chó. Món này là ngan tuyết. À, vịt tuyết. Đây, nhìn như tuyết này. Ồ, ai cũng bảo em là món tuyết nhỉ? Đấy. Quá em vừa lại chim. Người ta bảo là món tuyết gì. Chủ tàu ra cắt lượng.
Dạ cá lượng nhị giống anh. Anh gì? Sở Châu. Sở Châu là gì? Ôi, đẹp phết đấy. Dạ cá lượng, anh sơ tai à. Chưa kín. Đánh ra để anh thử hiện. Nước lùi. Mặn nó. Không mặn đâu. Hôm nay thử nghiệm mày cứ phải sợ nhỉ. Ai mà cho anh cái ý tưởng này. Địt chơi mà nè. Ý tưởng gây gớm vãi trưởng. Muối nó còn dễ cháy nữa cơ. Nó nhanh chín. Làm gì đủ giấy bạc anh ơi. Tiết kiệm quá. Đu đi, cố gắng. Đu. Đu. À, cá đá, cá đá. Tao mới đặt giấy bạc xuống đây để. Ủi nặng quá trời. Mấy cân muối. Ow. Sang ngắm lửa đi để tao lên nào. Ngắm lửa? Ừ. Em ngắm lửa nhé. Ừ. Con to. To. Ai xa. Nghe được rồi đấy. Mày thấy món này có khả năng cao chỉ được. Ừ. Có, em có khả năng cháy. Anh cháy vừa mạnh cơ. Nắm bỏ bỏ cái củi kia đây. Xếp cho nó đấy, rồi. Ui, rách à? Rách. À. Đốt đi. Đốt đi em đi đâu? Cứ đốt mạnh ngay. Không ngại gì vết bẩn cả. Mặn lắm. Đang nổi. Mặn thì tao thử nghiệm thôi. Mai thì nấu mày cá. Mày con vịt cho đừng đi thử nghiệm. Này, vịt trời, mày bảo vịt trời cơ mà. Thì vịt trời thì đấy nó không cho đừng à. Rồi. Mai mới được kiếm được con. Để đây, đi tắm tiếp. Không phải nghĩ. Nghĩ gì vậy? Đó rồi. Chấm đi. Ui gần chín rồi đấy. Bơi lúc lại. Ui khô đó à? Khô khô kia rồi. Chín chưa nhỉ? Chưa. Chín rồi. Chưa. Rồi. Mặn thì mặn nhưng mà để nó chín tí. Chín rồi. Còn tao đảm bảo. Bao nhiêu phút rồi nhỉ? Cố cạp được tí. Tao đảm bảo là chín rồi. Chưa chín. Chín đấy. Thôi thế thì 5 phút nữa nhé. Này, cứng này. Muối cứng điêng này. Cháy một tí con ăn được. Sống không ăn được. Thôi, để đợi tí nữa vậy. Anh cứ vội nhỉ, cái chín nè. Chín, đảm bảo là chín. Một là sống, hai là cháy. Chín không? Ôi, chưa kia cháy rồi, cháy rồi. Cháy rồi. Ui. Ủa, từ từ nóng bỏ bà ra. Cháy anh ạ. Tao bảo rồi từ lúc nãy thì không nghe tao. Từ lúc nãy thì ở trên sống ở dưới cháy. Bây giờ thì trên chín thì dưới cháy. À anh ném vào trong nước này. Nguội. Vừa vừa. Rồi. Cháy không? Tao biết được. Ui muối á. Ôi, thành tuyết luôn. Cái cục với nhỉ. Thấy chưa? Dạ. Khởi khởi nhá. Từ từ. Ui thành cục. Ui. Ai da. Ai da. Không mặn đâu. Hơi hơi. Nhưng mà không biết có chín không. Chín đấy. Anh chật chọc quá. À từ từ. Lại hết muối đã. Bây giờ không chín thì mày lại đắp thêm muối mày đấy à? Không chín thì cũng phải. Ui, mày phải lột ra. Chín 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 không? Chắc là chín. À, có cánh đi nhờ. Chín quá luôn. Chín này xà ngon, nhưng mà không cho mặn đấy. Chắc chắn là mặn rồi, bỏ ra thôi. Không mặn mấy đâu. Mày ăn cái đầu cho nó không mặn mấy này. Từ bây giờ làm nào lấy cái gì? Lấy cái gì không có đũa nhỉ? Lấy cái que gì cũng được. Anh đưa em đây. Đây đây. Đặt cái que đây.
vài cái vào. Nhấc nó lên. Ê, muối này về vẫn nóng được anh ạ. Ăn nước chấm. Ừ, tí nữa, con đấy. Chín. Chín, chín, chín rồi. Ai xa. Được phết đấy. Mày này, tim gan anh bỏ đâu hết rồi. Chỗ. Bỏ cho chó. Lấy chỗ cá. Ai xa. Không cháy. Đi sang đi ăn đi. Không cháy mọi người ạ. Đi. Đi. Ngọt phết đấy. Đấy chưa? Tao bảo dùng. Được, tạm được. Món này tạm chấp nhận. Cho 7 điểm về chỗ. Ấy da. Ấy, từ 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 từ. Món gì á? Món gì đâu? Món gì? Anh ngâm cá à? Cá gì? Ai xa. Ngọt. Lại cá meo à? Ngâm dưới kia cho nó lạnh. Sao ôi. Anh ăn trộm nước của em từ nhà? Hả? Thở nước nước là thở. Anh ăn trộm nước của em không? Cá đi. Tao có gì phải trộm. Hôm qua mua về bao nhiêu đi? Nhưng mà anh bảo tôi bao nhiêu đấy? Ui, em uống nước trước. Ngon hết sảy. Mời các bạn uống nước caramel nhé. Mời các bạn nhé. À, thử thử, nào đưa ra đây. Ui, khả năng là phải luộc ra. Ui, em ăn mừng đấy. Nhưng mà hơi hồng hồng. Hồng ăn được hết. Không nước chấm à? Anh đi lấy nước chấm đi. Chưa đủ mặn nào mà nước chấm. Không. Tao thì sót sót ít. Anh lấy nước chấm đi. Kiếm đâu mấy quả chanh ấy, vắt vào. Vắt vào đây. Ừ, ăn thử có... xem mặn không đã. Trong này có muối rồi. Sao? Mặn quá. Không nhưng mà lột, anh... Lột ra anh đi. Anh đi lấy chanh vắt vào đây, ăn này. Chua chua mặn mặn ngon lắm. Lột ra đi, để tao lột ra đã. Anh đi lấy chanh đi. Không được. Bên kia kìa. Lấy đi tao lột anh ra. Anh mang đi à? Bên đầu đấy có cây chanh nhá. Ôi, chạy phớt đây. Tao mùi thế, mùi thế khét khét kiểu gì. Lấy nhiều không? Hai ba quả. Mày lấy bao nhiêu này? Mặn thế. Người ta trồng ớt còn trồng nuôi cả chanh nữa. Ơ quên lấy ớt. Mặn lắm rồi. Anh cắt em bằng chanh. Bỏ cái chân ra. Cắt em bằng chanh. Cắt em bằng chanh. Mời tất cả các bạn nha. Cắt em bằng chanh. Cũng được. Hơi mặn tí. Mời tất cả các bạn nha. Ui. Ngọt cay. Đây coi như dừa. Dừa. Chưa chín thì ăn tái chanh các bạn. Chín rồi. Chưa chín lắm, tao nghe thấy khét khét, kiểu như đốt, nhưng hơi trực tiếp quá. Ra này. Thề anh ơi, ngon luôn. Tao làm món gì chẳng ngon. Thề. Ngon lắm. Quá ngon luôn. Thót quá. Nó chảy nước. Tao thì sót sót ít. Nước muối là cần. Má mặn chua chua. Không phải trống. Thế không phải cả sát ớt nữa. Hơi sống rồi ạ. Tao bảo để thêm tí nữa thì không nghe. Ai bảo để? Tao bảo để. Anh bảo giúp ăn thế nào ạ? Hơi sống. Sống cũng chén. Sống cái gì? Sống miếng là sống cái gì đây? Không thì ăn tái chanh các bạn. Vịt tái chanh. Cá này. Đấy đâu, cắt cho nó. Ai xa. Ui xa. Đây. Ui. Ngon lắm. Mời các bạn miếng. Vịt tuyết nha. Món này là... bên trong nó ngọt lắm kìa. Sống ấy chẳng ngọt. Không có kiểu. Món này gọi là món là vịt. Vịt vịt mùa đông. À vịt. Vịt là... Là chung là vịt. Vịt là món gì? Vịt giả đông. Vịt tuyết. Vịt bọc tuyết. Ngon. Em muốn trộn đi. Các em muốn trộn thịt chát nhau đi. Đây nhá. À.
ngấm gia vị hơi ngon rồi đấy. Thế với anh làm cái này nó ngấm gia vị, ăn nó đậm đà thôi rồi. Đấy, cả súp cả xiếc đấy. Ây da. Nhanh lên. Đây, cầm lấy. Ôi xòa. À, không bao giờ đậm đà. Đây, cho tí chanh vào. Rồi. Ui giời, quả cổ đây mà mày ăn thì thôi rồi. Ngon quá. Này, biết thế mình để ngon luôn. 15 phút nữa thì. Mặt nào mặt dưới nhỉ? Hả? Mặt dưới là mặt nào nhỉ? Hả? À, mặt dưới mặt này. Thôi ăn ức nó ngon, ăn nước ngon. Ở trên nó có thịt này đâu. Tôi đi chọn. Tôi đi chọn. Không cần soi à? Có một con lạc ở đâu á. Mày, mày nhắm mình lại ra đây đánh bẫy đi. Bẫy gì? Những vịt. Thôi thôi. Vịt chơi mà. Chơi chơi gì thì thỉnh thoảng mới làm con nó. Để xương này lại đây trong một cái nữa. Mai con vịt chơi nó tìm con, nó đi tìm con vịt bạn nó này, vịt chồng này. Nó thấy bộ xương là nó ngồi khóc. Khóc xong nó lả người, nó ngất, anh em chắc nhặt. Mày giỏi. Mày ra ngân hàng mà nhặt tiền nhiều lắm. Tao đã. Điều. Nhiều cực. Ai làm cho tiền cho mình nhặt? Đây, mày nhiều tiền cực kỳ. Điều. Ui, tao sót đít quá, gì muối à?